Tính đến tháng 8 năm 2021, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và trung ương phân bổ về địa phương của thành phố Hồ Chí Minh giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trên lĩnh vực hạ tầng giao thông, đây là tháng việc thi công các dự án gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các dự án đang thi công cầm chừng. Nguyên nhân của tình hình trên là do thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ thị 16 trên CT/TTG. Rất ít dự án có đủ điều kiện 3 tại chỗ được tiếp tục thi công. Ngoài ra, giá vật tư ngành xây dựng tăng, việc đấu thầu, chọn thầu bị chậm trễ. Một số nhà sản xuất bê tông tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cấp nguyên liệu cho các công trình. Đáng kể nhất là dự án cầu Thủ Thiêm 2, cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới. Dự án xây dựng hầm chui đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, tạm ngưng thi công hoặc thi công cầm chừng. Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và vật tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, do các nhà máy cung cấp bê tông tạm dừng hoạt động nên việc thi công chỉ diễn ra cầm chừng. Phần cầu chính đã lắp đặt 13 trên 17 đốt hầm thép nhịp S2 đến S1, căng 44 trên 56 bó cáp dây văng, hoàn thành 30 trên 34 đốt trụ tháp, hiện tiến độ đạt trên 70% và theo dự kiến sẽ hợp long cầu vào cuối quý 3/2021. Cùng với đó, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hiện chỉ thi công gói thầu nhà ga Bến Thành do chủ thầu đáp ứng đủ điều kiện thi công trong điều kiện áp dụng chỉ thị 16 trên CT/TTG. Tính chung khối lượng toàn tuyến đến nay đạt trên 88%. Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ đưa vào vận hành kỹ thuật vào cuối năm nay, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã chuyển sang giữa năm 2022. Đối với dự án tuyến đường sắt Metro số 2, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải tỏa, các địa phương đang tháo dỡ bàn giao mặt bằng. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào giữa năm 2022.